đoàn nhà trai di chuyển đến nơi các bạn ạ. Không biết là ông nào là chú rể đây. Chào anh nhá. Anh ấy là chú rể phải không ạ? À, bạn này là cô dâu đây. Cô dâu chú rể đây đúng không? Đây là ông mối đấy, ông mòi đấy. Đây là toàn bộ đoàn. Trưởng đoàn đấy. Trưởng đoàn à? Đúng rồi. À. Đến nhà bảo hỏi lấy một chai đá. Chai đá để nước nhé, ra cho bọn nó xe xe. Đi lên hội đi. Vào đây cả nước vào nhá. Không đá không lại không có nước. Đây bạn cô dâu. Ông cao đẹp trai. Em cảm nhé. Cô dâu ơi, cô dâu. Cháu. Số lắm. À. Ôi tưởng là con gái. Cháu thì sao khi anh cứ gái đấy. Ờ. Đây con dâu đây. Chào anh chị. Đẹp quá. Thì sang đây đón mà xin mua trên con đón à? Đây là tức là đoàn mặc áo truyền thống khá là đẹp các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. À, xin chào bạn Minh. Cái mặt tôi xanh hết rồi. Cô dâu xinh quá. Ô, bạn nào là bạn là phụ dâu nhỉ? Cách chị. Đây là theo cô dâu. À. Phụ dâu ở bên này à? À. Đoàn mình là có hai bạn phụ dâu chứ? Còn hai bạn. À. Ba bạn. Ba bạn phụ dâu đó. Bộ truyền thống của cô dâu đấy các bạn ạ. Đây. Cô dâu cứ phải chạy ô từ đầu đến cuối luôn. À. Đây là cái lễ trước khi đến nhà chú rể ăn một chút cơm. À, ăn để lấy may ạ. Cơm nắm các bạn ạ. Ok, em có thịt. Bạn này là phụ dâu à? Dâu phụ phải không? Cô dâu phụ đây. Cô dâu phụ mặc cũng gần giống cô dâu. À, xinh quá các bạn này. Đoàn nhà gái khá là đông rồi các bạn ạ. Hello, xin chào mọi người. Mọi người chào lại đi. Chào các chị nha. Đoàn đẹp thế nhỉ. Đây này. Đẹp quá. Người lớn. Ta lao xe này. Mình cùng xem cái nghi lễ rồi là đoàn di chuyển vào nhà trai các bạn nhá. Rót bát đây. Cái bạn phụ dâu là chưa có chồng phải không ạ? À, chưa có chồng, chưa có người yêu. Mới được đi cùng đoàn đấy. Đang học ạ, vâng. Bác là bên nhà trai và nhà gái ạ? Đây là ông mối ạ. Ông mối ạ? À, ông mối bên nhà trai. Vâng. Tức là mình bao nhiêu người thì qua bên nhà gái ạ? À? Đoàn mình ạ. Bên này á. Vâng. Bên này sẽ là người bạn. À, đây các cô bên nhà trai mang rượu. Xuống để mời. À, chắc là phải hát đấy nhỉ, bác nhỉ? Chắc là phải hát tiếp theo. Nhún nhún một tí nhỉ. Ai dạ. Hay đấy nhỉ. Cái này là cái phép lịch sự ấy nhỉ. Đó là đoàn bên nhà gái. Cô dâu trẻ quá nhỉ, không biết là đủ tuổi chưa em? 20 rồi à? Ồ, mặt non trẻ đấy nhỉ? Già lắm rồi. Già lắm rồi à?
20 tuổi là già rồi. À, đoàn mình bây giờ sẽ xếp hàng. Đây, để xem khác hơn so với những cái đám cưới mà mình đã từng ghi hình không các bạn ạ. Không biết là đi trước sẽ là ai. Các cô cứ phải tươi hết cỡ đi ạ. Cười, cười từ đầu đến cuối đi. Đấy. Đây. Của mình cũng trở về với từng gia đình trong niềm vui trọng đại hôm nay. Và xin diện sự có mặt của tập thể quý khách quý là niềm vinh dự đối với gia đình Sư Bỏ, còn nhà cha chúng tôi. Và có những tôi đến phương châm đón khách như đón người thân, mà các bạn như đón người thương trong nhà. Chúc mừng đoàn gia đình họ nhà trai và chào đón đoàn gia đình họ nhà gái. Chúc mừng cô dâu và chú rể cũng đã về. Dạ vâng, đúng là làm con làm cháu trong nhà trước hết phải nhớ đến ông bà tổ tiên. Vâng, ngay sau đây thì ban tổ chức chương trình tôi xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn của hai bên gia đình nhà trai và gia đình họ nhà gái sẽ đưa chú rể Đức Thành và cô dâu Tỷ Xuân trở về phía nhà trong để làm thủ tục lễ gia tiên. Vâng, sau khi làm thủ tục lễ gia tiên xong, đến giờ thì ban tổ chức chương trình tôi xin được trân trọng kính mời quan viên hai họ, hai bác trưởng đoàn cùng toàn thể quý vị quân khách cùng di chuyển trở về vị trí sân khấu tình yêu của chú rể Đức Thành và cô dâu Tỷ Xuân để ban tổ chức chương trình tôi tiến hành tổ chức đại lễ thành hôn theo đúng giờ quy định của hai bên gia đình đã sắp xếp và ủng hộ. Với vậy, ban tổ chức chương trình tôi một lần nữa xin được trân trọng kính mời các bạn nam nữ thanh niên chúng ta cùng chuẩn bị chút nước trà cau để tiếp đãi quan viên hai họ đã trở về với tư gia gia đình trong ngày hôm trọng đại ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Đức Thành sẽ đến với cô dâu Tỷ Xuân. Cô dâu Tỷ Xuân kết hôn với chú rể Đức Thành trong ngày hôm trọng đại ngày nay. Và sau đây ban tổ chức chương trình tôi xin được kính mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta cùng tự tiện nước xê trà và tiếp theo nữa đến giờ để chứng kiến đại lễ thành hôn để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể nên chưa chồng vợ và hạnh phúc trăm năm. Và ban tổ chức chương trình xin được trân trọng và kết được kính mời. Làm cô dâu đi vào nhà luôn các bạn ạ. Và buồn luôn. Mình cùng xem một chút cái nghi lễ các bạn nha. Chú ấy cho hỏi cái ô kia là đi đón dâu phải không? Mình mang từ nhà đi ạ. Ông cháu bảo chút là mình sau đây mình đưa là cái kia là nó có là cái ý nghĩa như nào không nhỉ? Cái ô chê. Ô chê là cái đấy mình từ bên trai mang đi xong là thành cái thiền. Vâng. Thành cái tiền to lại đô đi đôi vẻ. Vâng. Đô dâu vẻ bên trai này. Bên trai vâng. Thành cái thiền to đấy. Đưa cô dâu về đấy ạ. Cô dâu về con rốt con đã có những cái nhiệm vụ của mẹ đã hoàn thành rồi, sau đó đưa lại cho là thầy đúng không ạ? Cô đang tổ tiên đi thầy.
À vâng, như thế. Bây giờ xong xuôi mọi thứ là hấp tiêu thôi nhỉ. Và hấp tiêu hấp liu. Uống rượu. Nhưng chén rượu mừng. Bên này là ba thầy ngồi ở nhà, còn bên này là ba thầy đi đón dâu về đấy ạ. À. Mình thấy là chuẩn bị 3 mâm cơm. Đấy, chưa có thức ăn nhưng mà sẽ chắc là tí nữa có nhỉ. Vâng. Xong một lòng hát hát giao duyên nữa à. Thế là tí nữa lại hay nữa đấy nhỉ chú nhỉ. Vâng, đấy, bên này các bác đã chuẩn bị mâm cơm đây à. Ui. Gái Lào Cai uống rượu bằng ca à, uống rượu bằng ca. Đây là món rượu ngô ấy phải không? Ok ok. Bằng ca. Uống bằng ca, bằng cô hay bằng ca? Bằng ca. À, xem nào. Đi uống rượu với bọn em nhá. Ok, nhìn thấy các cô này đủ say rồi ấy nhỉ. Rất nhiều quá, đi say bố đi, nếu uống được thế nào? Mấy bạn này uống được rượu ấy. Rượu men lá, rượu ngô, rượu gạo đây à các anh chị? Các cô. À. Cô với các chị em mà đang chắp rượu đây. Ô xài quá. Ô thế mình à, thế mình bắt về mình nhốt ở nhà thôi. Cho đi làm. Yêu nhau thì phan mấy cũng đi được mà. Mấy sông cưng lội mấy đời cũng trèo qua. Niềm vinh dự đối với gia đình Xuân Mộc họ nhà trai chúng tôi. Và như vậy ban tổ chức chúng tôi tiếp tục xin được thay lời cho gia đình Xuân Mộc họ nhà trai tiếp tục xin được trân trọng kính mời toàn thể các cô, các bác, bà, cô dì, chú bác, quý vị khách quý, anh chị và các bạn qua đó đang hiện diện tại những cổng chính của gia đình. Chúng ta vui lòng cùng trở về những sân khấu tình yêu của đội trẻ đã sắp xếp của gia đình Xuân Mộc họ nhà trai trong ngày hôm nay với những cái giải bàn còn trống để chúng ta vui lòng ngồi từ trong ra ngoài và từ trên xuống dưới để ban tiếp tân đất nước
tiếp đón của gia đình chúng ta được phục vụ quý vị khách quý và các bạn được chu đáo. Vâng, sau đây thì ban tổ chức chương trình xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái đến từ quê hương Thượng Hà thân yêu và bác trưởng đoàn gia đình họ nhà trai tại quê hương Xuân Hòa thân yêu. Bác xin mời hai bác chúng ta cùng đưa phái đoàn của mình cùng di chuyển trở về vị trí lấy bàn đã sắp xếp của hai gia đình để chúng ta cùng tiến hành tổ chức đại lễ thành hôn và đón bạn trẻ theo đúng tập tục của hai bên gia đình đã sắp xếp và kết hôn. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, và trong thời gian chờ đợi hai bác trưởng đoàn của hai bên gia đình cũng như toàn thể quý vị khách quý, chúng ta cùng trở về vị trí sân khấu tình yêu trong ngày hôm nay. Và các khúc Bác Hà Uyên Thư sẽ kết lại khúc chương trình văn nghệ hát mừng giao thiền lễ đạo trong ngày hôm nay. Thì sau đây xin mời quý vị khách quý chúng ta cùng trở lại với ca khúc Bác Hà Yêu Thương. Để sau xin được trân trọng và trân trọng kính mời các quý vị. Dạ vâng, kính thưa các quý vị khách quý trân trọng và kính thưa gia đình nhà trai là bác Phóng và bác Chay tại bản Quốc Ba, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã chào tổ chức đại lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm cho chú rể Đức Thành, sĩ duyên cùng cô dâu Thùy Xuân trong ngày hạnh phúc hôm nay. Mà chỉ còn một ít phút nữa thôi thì chương trình đại lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ sẽ chính thức được bắt đầu. Xin được trân trọng kính mời các quý vị khách quý, chúng ta hãy cùng di chuyển vào bên trong hôn trường hạnh phúc của gia đình, một lựa chọn cho mình những vị trí ưng ý nhất để cùng dự và chứng kiến chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ sẽ chính thức được bắt đầu. Với sự hiện diện của toàn thể các quý vị khách quý đã cùng trở về chúc mừng hạnh phúc cho gia đình trong ngày hạnh phúc hôm nay và liên tục đỡ lời cho gia đình, xin được trân trọng kính mời các quý vị, chúng ta hãy cùng bước qua cánh cổng hoa hạnh phúc của gia đình để cùng di chuyển ở bên trong sảnh cưới sang trọng của gia đình và lựa chọn cho mình những vị trí ưng ý nhất để cùng dự và chứng kiến chúc mừng hạnh phúc cho năm cho đôi bạn trẻ. Xin được trân trọng kính mời và một lần nữa xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của phái đoàn gia đình nhà trai, phái đoàn gia đình nhà gái. Sau khi hoàn thiện các thủ tục gia tiên ở hôn trường trong, trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng trở về với vị trí danh dự của mình để cùng dự và chứng kiến chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Và đúng là trăm năm thì chẳng lấy một ngày chẳng lấy một giờ, và giờ đẹp nhất là giờ lên duyên. Và để cho chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ sẽ chính thức được bắt đầu, xin được trân trọng kính mời các quý vị hãy cùng lựa chọn cho mình những vị trí ưng ý nhất để cùng dự và chứng kiến chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng đổ những tràng pháo tay thật lớn thật dài để cùng chào đón những tình cảm sự hiện diện của đôi bạn trẻ đã cùng trở về với hôn trường hạnh phúc ngày hôm nay. Chào đón các quý vị khách quý đã có mặt tại hôn trường hạnh phúc của tư gia gia đình nhà trai chúng tôi trong ngày hạnh phúc hôm nay. Lần đầu tiên ekip thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện cưới hỏi chọn gói Đức Quân xin được đỡ lời cho tư gia gia đình nhà trai, đỡ lời cho chú rể và cô dâu, kính gửi đến toàn thể các quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc đại lễ tân hôn của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị khách quý, từ xa xưa thì tình yêu đã xuất hiện và trên mọi âm thanh ánh sáng thì âm thanh ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, ấm áp nhất đó chính là nhịp đập của những trái tim đang yêu. Và trải qua những năm tháng tìm hiểu và đợi chờ thì ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, tại tư gia gia đình nhà trai chúng tôi vinh dự được đón nhận những tình cảm với sự hiện diện của toàn thể các quý vị khách quý đã cùng trở về chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta được chào đón những tình cảm sự hiện diện của phái đoàn bên gia đình nhà gái đến từ thôn Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Quyền của phái đoàn bên gia đình nhà gái là bác Tài và bác Hào cũng đã bầu và chọn ra một bác là trưởng đoàn, đó chính là bác Lý Văn Hiền. Chúc có thể hội hôn chúng ta nhiệt liệt chào đón. Vâng, và được sự ủy quyền của phái đoàn bên gia đình nhà trai cũng đã bầu và chọn ra một bác là trưởng đoàn, đó chính là bác Bàn Văn Minh. Xin có thể hội hôn chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Có lẽ quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, chắc chắn giới thiệu đến các quý vị quý hai nhân vật chính của câu chuyện tình yêu, hai gương mặt đẹp nhất, dạng người nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng đổi những tràng pháo tay thật lớn thật dài để cùng chào đón đôi tân nương và tân gia nhân. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu, hai em hãy cùng tay trong tay trở về với sân khấu tình yêu để ra mắt đến toàn thể quan trọng. Dân ý trở về với hội trường hạnh phúc trong ngày hôm nay và đã hiện diện tại sân khấu hạnh phúc của chúng ta lúc này đây, đó chính là sự hiện diện của chú rể Đức Thành, cô dâu Thùy Xuân. Xin được nghiêng mình cúi chào đến toàn thể các quý vị khách quý thay cho những tình cảm, những lời cảm ơn chân thành nhất. Vâng, và đúng là dòng sông nào cũng chảy về biển cả, cuộc tình nào cũng dẫn đến hôn nhân, dù cho núi cách sông ngăn không gì ngăn được duyên anh với nàng. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, trước sự chứng kiến đông đủ của quan viên hai họ bốn bên, sự chứng kiến của toàn thể các quý vị khách quý đang hiện diện tại hội trường hạnh phúc trong ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng công bố chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho chú rể Đức Thành dành
thường, thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến. Và khi mới quen nhau thì các bạn trẻ của chúng ta cũng thầm ao ước rằng ước gì phải được chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Và niềm mong ước ấy của các bạn trẻ ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Và để có được ngày hôm nay, các bạn trẻ của chúng ta cũng không quên được công ơn của những người đã trèo lái các thuyền tình yêu của các bạn trẻ cập về đến bến bờ hạnh phúc. Và đúng là cảm ơn người đã thêm trầu để môi thắm lại cho tôi say tình, cho con thuyền vượt bến bờ hạnh phúc, cho tình yêu mãi mãi tỏa hương thơm. Niềm vui con cháu, niềm vui chung, người ngoại hai bên quả tấm lòng, cô dì chú bác cùng mong đợi, cha mẹ hai bên quả mỗi ước mong. Và trong ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay, rất vinh dự cho tương gia gia đình nhà trai chúng tôi được đón nhận những tình cảm sự hiện diện của phái đoàn bên gia đình nhà gái đến từ xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên. Và tiếp tục chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời sự trở về với sân khấu hạnh phúc sự hiện diện của bác Lý Văn Hiền, đại diện phái đoàn bên gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời bác Bán Văn Minh, đại diện phái đoàn bên gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn sẽ cùng trở về với sân khấu tình yêu để cùng ra mắt lễ chào dâu nhận rể, chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và quý vị, chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa các quý vị, và đang hiện diện tại sân khấu tình yêu của chúng ta đó chính là bác Hiền, đại diện phái đoàn bên gia đình nhà gái, bác Minh, đại diện phái đoàn bên gia đình nhà trai. Và đúng là hôm nay hai họ tương bừng, bên vui nhặt rể, bên mừng nhặt dâu, nhà gái hân hoan mừng rể thào, nhà trai phấn khởi đón dâu hiền, mà dâu hiền nên gái, rể hiền nên trai. Và để cho câu chuyện được nối liền, sau đây xin được trân trọng kính mời bác Hiền, đại diện phái đoàn bên gia đình nhà gái sẽ có đôi lời dặn dò phát biểu và trao dâu. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các ông bà, cô dì chú bác, kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể nam nữ thanh niên, kính thưa gia đình họ nhà trai thân mến, tôi là anh rể của cô dâu Tùy Sân, được sự ủy quyền của gia đình nhà gái, tôi đưa dâu. Dạ vâng, và chúng ta đã vừa được đón nghe những tình cảm với những lời phát biểu rất chân tình của một bác đại diện bên phái đoàn bên gia đình nhà gái, cùng với những tình cảm của mình đưa cô dâu Thủy Xuân trở về với tư gia gia đình nhà trai, đằng sau là con của tài tư gia gia đình nhà trai tại bản Cung Ba, xã Xuân Hòa trong ngày phút hôm nay. Và để đáp lại những tình cảm của bác đại diện phái đoàn bên gia đình nhà gái, trân trọng kính mời bác Minh, đại diện phái đoàn bên gia đình nhà trai sẽ có đôi lời dặn dò và đáp từ. Trân trọng kính mời bác. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, tôi là cậu ruột của chú rể Đức Thanh, và rất là vinh dự cho tôi là được làm vị đại diện của phái đoàn họ nhà trai. Kính thưa quý vị, hôm nay là tôi cũng phái đoàn họ nhà trai chúng tôi cũng như là đông đủ quan khách bên đằng nhà trai, rất là cảm ơn bên đằng nhà gái đã tạo điều kiện để chúng tôi đón dâu để đúng thời gian và đảm bảo đúng thời gian cử hành hôn lễ tại bên gia đình nhà trai. Và tôi cũng chính thức công nhận là cháu dâu Thùy Xuân kể từ giây phút ngày hôm nay đã trở thành dâu, trở thành con, là một thành viên trong gia đình dòng họ tộc nhà trai chúng tôi. Và lời cuối cùng là tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khách quý đã bớt chút thời gian đến chúc vui và chúc mừng hạnh phúc đến hai cháu là cháu Đức Thành và cháu Thùy Xuân. Và lời cuối cùng là tôi cũng xin cảm ơn phái đoàn họ nhà trai và kính chúc phái đoàn họ nhà trai sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Kính chúc hai cháu trăm năm tình viên mãn và trọn vẹn nghĩa phu thê. Và lời cuối cùng là tôi cũng thay mặt gia đình nhà anh chị Thóng và chị Chay là gia đình tổ chức bữa cơm thân mật để chung vui mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tôi xin trân trọng kính mời quý vị ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn những tình cảm, những lời phát biểu rất chân tình của bác đại diện phái đoàn bên gia đình nhà trai. Vâng, vậy là từ nay kết nghĩa thông gia, gia đình hai họ một nhà đông vui, bên nhau chia ngọt sẻ bùi, dâu hiền rể thảo chọn đời bên nhau. Và để siết chặt tình thông gia giữa hai nhà sẽ càng trở nên keo sơn gắn bó bền chặt, thì ngày hôm nay trước sự chứng kiến đông đủ của hôn trường hạnh phúc, trân trọng kính mời bác đại diện phái đoàn gia đình nhà trai, bác đại diện phái đoàn gia đình nhà gái, và trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng tiến một bước về chính giữa sân khấu để cùng trao cho nhau một cái bắt tay thật chặt, siết chặt tình thông gia giữa hai nhà. Và quý vị, chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho tình thông gia giữa hai nhà sẽ càng trở nên keo sơn gắn bó bền chặt. Vâng, xin cảm ơn hai bác, kính chúc hai bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và xin mời hai bác sẽ cùng hiện diện về với vị trí danh dự của mình. Vâng, đúng là tay bưng đĩa muối chấm gừng, mà gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng chung thủy giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng.
gì không giữa để ta có mình, hai hôn bè bạn chân tình, làm ai làm mối để mình có ta. Ba ơn tất cả gần xa, ngày vui hạnh phúc trở về đây để chứng kiến ta với mình đã về chung một nhà. Xin được chúc mừng hai em và xin mời hai em hãy cùng di chuyển về phía bàn tiệc ở bên tay trái để cùng tay trong tay khiêu lên những hở diệu tình yêu trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu. Ba chú rể và cô dâu có thể đổi vị trí cho nhau được không ạ? Chú rể sẽ đứng ra góc ở bên tay trái ạ. Xin mời cô dâu đứng ở bên trong này ạ. Và xin mời chú rể thứ hai ạ. Xin mời chú rể hãy cùng với những thao tác và những kinh nghiệm của mình, chú rể hãy thực hiện thao tác lần lượt. Và xin được chúc mừng ạ. Và xin mời chú rể cô dâu ạ. Hai em hãy cùng tay trong tay rót những giọt rượu hạnh phúc lên tháp ly tình yêu ạ. Vâng, kính thưa các quý vị, rượu chính là biểu hiện của sự nồng cháy ái ân. Nhất giọt rượu được ví như những giọt nước và mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu thêm tươi thắm và mật ngọt để tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Và nhất giọt rượu hạnh phúc ở chai rượu trong panh đầu tiên đã được người bạn trẻ cùng tay trong tay rót lên tháp ly tình yêu. Và xin mời chú rể nước thanh cùng với những thao tác ở chai rượu trong panh đầu tiên. Xin mời chú rể em hãy tiếp tục thực hiện với chai rượu trong panh thứ hai. Vâng, lên giây phút đến với chai rượu trong panh thứ hai thì chú rể của chúng ta đã rất dày dặn những kinh nghiệm rồi đúng không ạ? Chú rể nở nụ cười rất tươi và xin mời chú rể xin được chúc mừng. Và xin mời hai em hãy cùng rót xuống hai chiếc ly ở phía dưới bàn trước. Sau đó thì chú rể và cô dâu hai em hãy cùng tay trong tay rót lên tháp ly tình yêu ạ. Và lúc này đây thì chú rể nước thanh của chúng ta đang rất hạnh phúc và chú rể đang thì thầm với cô dâu. Vâng, xin mời chú rể cô dâu hai em hãy cùng tay trong tay rót lên tiếp tục rót lên tháp ly tình yêu đi ạ. Đúng là khao khát bao năm mãi đợi chờ, hạnh phúc đến rồi ngỡ là mơ, khúc nhạc hân hoan mừng rể hào, trăm hoa đua nở đón dâu hiền, hạnh phúc có được kể từ đây, giây phút trăm năm chính lúc này, siết chặt bàn tay xây tổ ấm, hạnh phúc trăm năm mãi sum vầy. Và đúng là yêu nhau thì lập hẹn với lòng, trong tay xây một ước một đời thủy chung, anh cùng em hẹn ước mong, dù đời chắc ngạ phong trần gió sương, sánh vai chung một con đường, tình chồng nhớ vợ yêu thương tình nồng. Xin được chúc mừng hai em và xin mời trở về với chính giữa sân khấu ạ. Vâng, kính thưa các quý vị, chúng ta đã được chứng kiến những nghi lễ hết sức ý nghĩa và tuyệt vời của đôi bạn trẻ tại sân khấu hạnh phúc trong ngày hôm nay. Và để có được ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay, phía đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không quên được công ơn những tình cảm của những người làm cha làm mẹ, công ơn những tình cảm của đấng sinh thành trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa thì trong ngày hạnh phúc hôm nay, để thay cho những tình cảm những lời chúc tốt đẹp nhất tới hai người con yêu của mình trong ngày hạnh phúc hôm nay, thì sắc thân phụ mẫu của chú rể Đức Thành là bác Phóng và bác Chay cũng có những tình cảm cùng với những món quà hết sức ý nghĩa thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất dành đến hai người con yêu của mình trong ngày hạnh phúc hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trở về với sân khấu tình yêu sự hiện diện của bác Lý Văn Phóng và bác Bàn Thị Chay là sắc thân phụ mẫu của chú rể Đức Thành trong ngày hạnh phúc hôm nay. Vâng, và xin mời hai bác cùng với những tình cảm của mình, xin mời hai bác hãy dành tặng đến hai người con yêu của mình những món quà ý nghĩa nhất trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, đúng là nước Việt mênh mông, khắp nước đầy tình mẹ. Mây trời lập lộc, không phụ kiến công cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân đầy cha che chở đời con. Sinh con ra mong con khôn lớn từng ngày, cũng có những lúc hoạn nạn khó khăn. Thế như ngày hôm nay, được chứng kiến con yêu lên người thì có lòng bố mẹ nào mà không còn có ước mong. Và cho ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay thì thay cho những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp nhất đến hai người con yêu của mình, thì họ làm cha làm mẹ đó chính là song thân phụ mẫu của chú rể Đức Thành. Cùng với những tình cảm của mình đã dành tặng những món quà hết sức ý nghĩa chúc mừng đến hai người con yêu của mình trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và đúng là mẹ đón em về làm con của mẹ, anh đón em về làm vợ của anh. Món quà trao lên là ngàn lần đáng nhớ, món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa hết sức lớn lao. Và cùng với món quà này cũng đã khẳng định và minh chứng rằng mấy ngày hôm qua các bạn trẻ của chúng ta vẫn còn ở riêng nhà, riêng cha, riêng mẹ, riêng bà, riêng ông, thì ngày hôm nay cùng với những tình cảm, những món quà hết sức ý nghĩa, với sự chứng kiến đông đủ của toàn thể các quý vị khách quý tại hội trường hạnh phúc ngày hôm nay, các bạn trẻ của chúng ta đã chính thức nên duyên chồng vợ, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, bên nhau dưới một mái nhà, sâu hiền dạy thảo trọn đời bên nhau. Quý vị ơi, chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng cho lại gia đình nào các quý vị. Vâng, xin cảm ơn đại gia đình và xin mời các nhiếp ảnh gia hãy cùng ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất, ý nghĩa nhất của đại gia đình tại sân khấu tình yêu ngày hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai bác ạ. Vâng, xin mời hai bác sẽ cùng trở về với vị trí danh dự của mình ạ. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, và món quà tiếp theo ạ, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trở về với sân khấu hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại ạ. Xin
đến hai người cháu yêu của mình với những món quà, những tình cảm ý nghĩa nhất. Thầy cho những lời chúc tốt đẹp nhất tới hai người cháu yêu của mình. Trân trọng kính mời ạ. Vâng, món quà ông bà đang dành tặng đến đôi bà trẻ trong ngày hạnh phúc hôm nay đó chính là một cặp nhẫn tình yêu, một cặp nhẫn hình tròn minh chứng cho tình yêu của hai người cháu, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, minh chứng cho một tình yêu tròn trịa bền đẹp, và đó cũng chính là những tình cảm mà ông bà ngoại muốn dành đến hai người cháu yêu. Vâng, các quý vị khách quý ơi, đang trở về với sân khấu hạnh phúc của chúng ta, đó chính là sự hiện diện của chị Lan và chị Hiền, là hai chị gái của chú rể Đức Thành trong ngày hạnh phúc hôm nay, và cùng với những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp nhất dành tới hai người em yêu của mình, thì hai người chị gái cũng đã gửi gắm qua những món quà với những lời chúc ý nghĩa nhất, và xin mời hai chị ạ, xin mời hai chị sẽ cùng trao những món quà với những tình cảm tốt đẹp nhất, những lời chúc ý nghĩa nhất đến hai người em của mình trong ngày hạnh phúc hôm nay ạ. Chúng ta đã được chứng kiến những tình cảm và những giây phút hết sức lắng đọng và ý nghĩa của đại gia đình, cùng với những tình cảm, những món quà và những lời chúc ý nghĩa nhất, chúc mừng hạnh phúc đến cho đôi bạn trẻ trong ngày hạnh phúc hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn và đỡ lời cho chú rể Đức Thành, cô dâu Thúy Xuân. Cảm ơn những tình cảm và những món quà hết sức ý nghĩa đến từ hai chị gái, chị Lan và chị Hiền, đã dùng dành những tình cảm và những món quà chúc mừng đến đôi bạn trẻ trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và các quý vị, chúng ta vừa được đón nhận những tình cảm của đại gia đình dành đến cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, hai em hãy cùng cầm hai ly rượu tình yêu của mình trở về với chính giữa sân khấu hạnh phúc để cùng thực hiện nghi thức uống rượu ra môi. Và kính thưa các quý vị, và trong ngày hạnh phúc hôm nay thì tại gia đình nhà trai chúng tôi cũng có tổ chức bữa cơm thân mật. Xin được trân trọng kính mời các quý vị, chúng ta đang cầm những ly rượu tình yêu của mình, hãy cùng uống hòa chung với niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ tại sân khấu tình yêu trong ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời chú rể cô dâu, hai em có thể tiến về phía sân khấu một bước cho nên nó được khoảng gần hơn một chút không? Và xin mời chú rể cô dâu ạ, hai em hãy cùng hướng ánh mắt của mình vào nhau ạ. Đến ba, cô dâu và chú rể sẽ cùng uống rượu ra môi. Chú rể và cô dâu đã sẵn sàng chưa? Cái nhiếp ảnh gia sẵn sàng chưa? MC xin phép được đếm ạ. 1, 2, 3, xin mời. Hướng đăng thiên lý ta về bên nhau, bên nhau dưới một mái nhà, sau hiền sẽ thào trọn đời bên nhau. Vâng, kính thưa các quý vị, và cùng với ly rượu ra môi, minh chứng cho tình yêu, minh chứng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ, cũng đã minh chứng cho chương trình Đại Lễ Thành Hôn. Chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho chú rể Đức Thành, sánh viên cùng cô dâu Thủy Xuân trong ngày hạnh phúc đến từ trung tâm tổ chức sự kiện cưới hỏi chọn gói Đức Quân có địa chỉ tại thôn Bản Kẹt, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên. Xin được cảm ơn những tình cảm của phái đoàn bên gia đình nhà trai, chú rể Đức Thành, cô dâu Thúy Xuân đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ. Một lần nữa xin được kính chúc toàn thể các quý vị ngập tràn hạnh phúc, kính chúc hai họ sức khỏe dồi dào, đôi lứa yêu nhau càng thêm thắm nồng. Chúc riêng chú rể Đức Thành, cô dâu Thúy Xuân chắc